Chào mọi người, mình là Dương Vinh, mình làm photographer ở Hà Nội. Hôm nay mình có một set chụp cho thương hiệu váy Lucy Lily Bridal tại AM6 Studio 70 An Dương. Mọi người vào đây cùng mình nào. Hôm nay chủ nhãn hàng đã book cho mình room 4 ở AM6 rồi, nên là bây giờ mình sẽ vào xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi. Oh, chào mọi người nha. Giới thiệu với mọi người nhá, đây là ekip làm việc hôm nay của mình này. Bạn đang make up kia là Kim Đoàn, founder của thương hiệu Lucy Lily Bridal này. Đó. Kim ơi, hôm nay mình chụp bao nhiêu set ấy nhỉ? Hôm nay mình chụp 10 set anh ạ. Ok em, trời ơi mẫu xinh quá. Ôi được làm việc trong cái sơ tu rộng này sướng quá anh em ơi. Mọi ngày mình làm việc trong cái sơ tu của mình nó bé xíu á. Ra cái sơ tu này sướng, rộng. Đấy anh em thấy không? Giấc mơ của mọi ông đàn ông ấy là những cô nàng eo nhỏ, hông to. Nhưng mà giấc mơ của những ông photographer như tụi tôi chỉ là cái phòng như thế này thôi. Quá đã. Khách sẽ chụp kiểu như này đây. Đấy. Một shot lookbook cơ bản giống như quốc tế thôi. Rất basic. Anh thì thực ra anh cũng rất thích những cái thứ basic như này, đẹp mà không bao giờ lỗi mốt. Thực ra thì những chủ shop nào người ta phải có gu một tí, người ta mới thích những kiểu như này à. Còn đâu thì đa phần bây giờ mọi người hay dùng dựng nhiều. Còn rất ít chủ shop thích những cái dạng basic kiểu như này. Cơ bản anh là người làm hình thì anh cũng thích những cái basic này hơn, trông nó có độ đẹp lâu dài hơn. Tí nữa anh sẽ set up cái đèn nó kiểu như này cho khách hàng. Ok đấy. Cho anh một con ở đây có con gì? Thì mình nó hết QT rồi. Thì cũng đỡ chẳng vấn đề gì. QS. Anh kiểu gì cũng chơi được, yên tâm. QS600. Rồi. Lấy cho anh QS600, một con đèn chân nữa. Thế thôi. Hai con. Vậy thôi. Ok. Đấy, hai con nhá. Okay. Xem có đủ chân nữa không? Đây có một con chân đây rồi, lấy một cái đèn chân nữa thôi. Đặt cái này xuống đất này. Úi giời ơi. Mày cầm thế là mày tụt hết nan ra ngoài, mày phải đan lại nan rồi. Nan này anh. Mày cứ đan đi cho mày chừa. Bây giờ đặt cái này xuống, cứ đặt xuống đất đi đã. Đây anh lắp con này, cứ để đấy cho anh thôi là được. Đấy, vừa nãy ông làm tụt hết cả cái này ra khỏi cái này của nó rồi. Đấy, đan đi cho chừa. Rồi làm đi rồi mình có kinh nghiệm. Phong nó sẽ kiểu hơi tối rồi. Đúng rồi, hơi tối đúng không? Đúng rồi, thì mình đang kiểu sợ bạn đánh vào bách thì nó lại sáng cái bách lên.
vừa xong set 4 anh em ạ. Bây giờ bắt đầu set thứ 5. Nghiện quá phải ra đây giải lao một tí. Thôi bây giờ mình bắt đầu vào set thứ 5 đi.